Bóng đá châu Âu lại sôi động trở lại với những cuộc đối đầu ở các cúp quốc gia diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Tâm điểm vẫn là cuộc đấu của Arsenal và Liverpool, nhưng sự chú ý đang đổ dồn về Tây Ban Nha. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Mbappe đã đồng ý gia nhập Real Madrid. Điều đó khiến các cổ viên của Paris Saint-Germain chẳng thể vui nổi dù tiền đạo người Pháp vừa là Patrick trong chiến thắng 9-0 của đội bóng thủ đô. Với phút bù giờ của ngày hôm nay, hãy cùng điểm lại những diễn biến đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu trong vòng đấu vừa qua. Một trong những điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sau trận đấu giữa Arsenal và Liverpool, huấn luyện viên Mikel Arteta buộc phải bổ sung thêm tiền đạo. Trước đó 24 giờ, Ivan Toni đã gây ấn tượng rất mạnh bằng cú hat-trick trong một trận giao hữu của Brentford. Còn sau đó, bến đỗ tin đồn của anh không thể ghi nổi một bàn thắng, dù tung ra đến 18 cú dứt điểm về phía khung thành của Liverpool. Thất bại 0-2 cũng đồng nghĩa với việc Arsenal chỉ còn hai mục tiêu để tìm kiếm danh hiệu. Còn với những Liverpoolian, đâu đó họ bắt đầu mơ mộng về thành tích ăn 4. Họ có quyền lạc quan về điều đó khi ít nhất Jurgen Klopp đang cho ra một vài câu trả lời cho câu hỏi nếu thiếu Salah liệu có ổn không. Chiến thắng của Liverpool trước một đội bóng rất mạnh ở Ngoại Anh đến trong bối cảnh họ thiệt đơn thiệt kép trước khi bước vào cuộc đối đầu này. Mo Salah vắng mặt đã đành, thậm chí ngay trước giờ thi đấu họ thiếu vắng nốt trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk vì bị ốm. Thế nhưng đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn vượt qua một đối thủ cực mạnh tại FA Cup. Jurgen Klopp rõ ràng có lý do để tự hào về chiến thắng này. Ông ca ngợi sự chắc chắn của hàng thủ, đặc biệt khi họ phải đối đầu với sức tấn công mãnh liệt từ Arsenal. Klopp cũng thừa nhận đã có những giây phút ông cảm thấy đau tim khi chứng kiến Konate hay Kansa phải nằm sân, thậm chí là ngay từ những phút đầu của trận đấu. Điều các khán giả quan tâm nhất chính là khả năng xoay sở của Liverpool khi thiếu vắng Mo Salah. Trong cuộc đối đầu rạng sáng nay, phần nào đó đoàn quân của Jurgen Klopp đã thể hiện được những phẩm chất. Về mặt vị trí, họ có Harvey Elliott chơi đúng vào khoảng trống mà Salah đã để lại. Về yếu tố tinh thần, Trent Arnold đã làm quá tốt nhiệm vụ này trong một ngày Salah đi vắng còn Van Dijk không thể ra sân. Còn về gánh đội, Luis Diaz hay Diogo Jota đều có một màn trình diễn ổn định để tạm vơi đi nỗi lo về khả năng ghi bàn của Liverpool. Trái ngược với niềm vui đó là nỗi buồn từ các pháo thủ. Arteta dành rất nhiều thời gian để kêu gọi các cổ động viên Arsenal hãy tiếp tục cổ vũ, động viên cho đội bóng sau chuỗi thành tích không như ý này. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là các cổ động viên hãy luôn đồng hành với đội bóng như họ đã từng làm trong suốt những thời điểm khó khăn vừa qua. Hãy luôn ủng hộ cầu thủ. Một trong những điều mà các pháo thủ cảm thấy thất vọng nhất chính là sự lãng phí của những chân sút. Nếu bạn không để ý, Arsenal đã phải trải qua hai trận đấu không thể ghi bàn, bất chấp tung ra đến 48 cú dứt điểm về phía khung thành của đối thủ. Kai Havertz là một trong những cầu thủ để lại sự thất vọng nhiều nhất với ít nhất 3 cơ hội bị bỏ lỡ. Reo Nelson cũng quá lãng phí sau một đường truyền tuyệt đẹp từ thủ thành Aaron Ramsdale. Đó là chưa kể đến sự mờ nhạt của các chân sút khác như Bukayo Saka hay là Martinelli. Thất bại này khiến Arsenal chỉ còn mục tiêu ở hai đấu trường là Champions League và Premier League. Đó là những thử thách cực khó để thầy trò huấn luyện viên Arteta có thể mơ đến một danh hiệu trong mùa giải năm nay. Còn với Liverpool, các cổ động viên của họ đâu đó đang mơ mộng. Họ nói về cú ăn 4, đặc biệt là chức vô địch ở Premier League. Ít nhất thì họ có quyền mơ về điều đó sau những gì đã thể hiện ở ngày hôm nay. Tại nước Pháp, Paris Saint-Germain cũng bước vào cuộc đấu ở Cúp Quốc gia Pháp với một đội bóng vô danh. Thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với 9 bàn thắng trong suốt 90 phút. Mbappe tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý với cú hat-trick giúp anh đi vào lịch sử của câu lạc bộ trên tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Cúp Quốc gia. Nhưng các cổ động viên của đội bóng thành Paris chẳng thể vui nổi vì những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng. Ở đó, truyền thông nước nhà đang loan tin Kylian đã đồng ý gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để khép lại một drama kéo dài suốt 3 năm trời. Cũng giống như các ông lớn khác tại châu Âu, Paris Saint-Germain bước vào cuộc đấu tại Cúp Quốc gia Pháp và chỉ phải gặp một đối thủ ít tên tuổi là Revel. Chiến thắng là điều đã được dự báo từ trước với đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique và ít nhất họ cũng cho thấy được sự tôn trọng với đối thủ này. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dùng dao mổ trâu có tên là Kylian Mbappe để hành hạ hàng thủ vốn chỉ toàn các thủ nghiệp dư của đội bóng đang chơi giải hạng 6. Chân sút người Pháp không gặp nhiều khó khăn để ghi một cú hat-trick, trong khi Kolo Muani cũng ghi cú đúp để có đóng góp vào thắng lợi đậm đà của đội bóng thủ đô. 3 bàn thắng ghi được giúp Mbappe đi vào lịch sử của Paris Saint-Germain khi trở thành chân sút số 1 của đội bóng tại Cúp Quốc gia Pháp với 29 pha lập công. Nhưng nhắc đến Mbappe vào lúc này có thể khiến các cổ động viên của Paris Saint-Germain cảm thấy đau lòng và bất an hơn, bởi có vẻ như những drama liên quan đến tương lai của cầu thủ này sắp đi đến hồi kết. Theo những thông tin được cập nhật từ Foot Mercato, tiền đạo 25 tuổi đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Real Madrid
các báo cáo tiết lộ Mbappe sẽ nhận mức đãi ngộ thấp hơn những gì gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra trong đợt đàm phán vào năm 2022. Vào mùa hè năm đó, Real Madrid đã đưa ra số tiền lót tay lên đến 130 triệu euro và mức lương 26 triệu euro mỗi năm để thuyết phục chân sút người Pháp. Thông tin từ tờ The Atlantic cho biết việc Real Madrid vẫn quyết tâm chiêu mộ Mbappe đến từ cá nhân chủ tịch Florentino Perez. Trong thời gian qua, vị chủ tịch của Nhà Trắng vẫn có những cuộc trao đổi trực tiếp với chân sút người Pháp. Nguồn tin cho biết trong các cuộc trao đổi này, Mbappe không hề giấu giếm ý định muốn được chơi bóng cho Real Madrid. Dù vậy, với kinh nghiệm 3 năm qua liên tục vớ phải những bom xịt, ván tin vịt, người hâm mộ của Real Madrid vẫn đang thận trọng trước những thông tin từ báo chí Pháp đăng tải. Vẫn còn một tuần nữa mới đến hạn cuối cùng mà Real Madrid đặt ra cho Mbappe nên mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Những người thiệt thòi nhất, những người lo lắng nhất chắc chắn vẫn là Paris Saint-Germain. Real có thể mua cũng được, không mua cũng được, họ không còn quá tha thiết trong việc chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Nhưng vị thế của Paris Saint-Germain thì lại khác. Họ cần sự phục vụ dài hạn của tiền đạo này bởi nhắc đến Mbappe là nhắc đến Paris Saint-Germain. Nhưng cứ mỗi kỳ chuyển nhượng trôi qua, họ vẫn luôn bị đặt trong thế bị động. Cái cảm giác bất an này lại xuất hiện và nó khiến họ chẳng thể vui nổi dù cho đội nhà vừa thắng đậm với 9 bàn thắng vào lưới đối phương. Cũng là cúp quốc gia, cũng là một đối thủ hạng xoàng nhưng Barca lại khiến người hâm mộ của họ thở oxy. Bà Bartro không hề nói chơi về quyết tâm quật ngã gã khổng lồ. Họ vào sân với tinh thần chiến đấu đáng được khen ngợi và rời sân trong tâm thế ngẩng cao đầu. Còn lại, sự lo lắng và bất an lại thuộc về đội bóng của Xavi. Victor Roque tiếp tục im lặng dù cho anh có cơ hội đối mặt với thủ môn. Barca lại tiếp tục đón thêm một ca chấn thương. Còn kỳ chuyển nhượng với họ lúc này vẫn chỉ toàn là tin đồn thôi. Bà Bartro chỉ là một đội bóng đang chơi giải hạng tư của bóng đá Tây Ban Nha. Sân vận động của họ chỉ có sức chứa 5.000 chỗ ngồi, được chủ tịch yêu cầu nâng cấp thêm 1.000 chỗ ngồi nữa cho sự kiện lớn nhất lịch sử của đội bóng này. Trước trận, bà Bartro tuyên bố sẽ khiến cho Barca cảm giác phải chịu đựng những quả rocket hướng về phía mình. Ý của họ muốn nói về sự quyết tâm để đánh bại đối thủ. Dù cho có là gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đi chăng nữa, ít nhất thì bà Bartro cũng khiến nhà đương kim vô địch La Liga cảm thấy toát mồ hôi hột sau 90 phút thi đấu chính thức. Với lực lượng mạnh hơn, Barca không gặp bất kỳ một khó khăn nào để áp đảo đối thủ. Fermín López, Rafinha đã giúp đoàn quân huấn luyện viên Xavi vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Nhưng đó cũng là lúc đội chủ nhà cho thấy sự vùng dậy mạnh mẽ của mình. Họ có được bàn gỡ do công của Garrido ở phút 60. Kể cả khi Lewandowski nâng tỷ số lên 3-1 thì bà Bartro vẫn đáp trả bằng bàn thắng của Marc Prats trong những phút thi đấu cuối cùng. Kể cả đây là một chiến thắng thì các cu lê vẫn có lý do để không hài lòng. Lẽ ra họ phải thắng đậm hơn vì bà Bartro thực sự không đủ đẳng cấp để đặt ngang hàng. Cầu thủ đắt giá nhất trên hàng công của họ chỉ được định giá 150.000 euro, nhưng bằng một cách nào đó bà Bartro vẫn có thể ghi đến 2 bàn vào lưới của Barca. Cần biết rằng suốt từ ngày 19 tháng 9 năm 2023 đến nay, Barca đã không thể đánh bại các đối thủ với khoảng cách nhiều hơn một bàn. Lần gần nhất họ làm được điều này đã từ màn hủy diệt với đối thủ Anweb ở trận đấu tại Champions League. Để một đối thủ hạng 4 ghi đến 2 bàn vào lưới là một tín hiệu đáng báo động. Kể cả khi ở trận đấu này, Barca đã chào đón sự trở lại của trung vệ Inigo Martinez. Cầu thủ người Tây Ban Nha vào sân ở phút 75 nhưng lại đóng vai một cameo. Anh bị rút ra ngay sau đó với chuẩn đoán ban đầu về chấn thương gân khuèo ở chân trái. Phòng tuyến của Barca đang có những lỗ rò trong khi hàng công của họ không khá khẩm là bao. Niềm kỳ vọng lớn nhất của Barca trong một vài ngày qua, tiền đạo Victor Roque tiếp tục đóng vai người tàng hình. Trái với dự đoán ban đầu, Roque chỉ được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận đấu. Dù vậy, chân sút người Brazil vẫn để lại dấu ấn bằng một pha bỏ lỡ khó tin khi đối mặt với thủ môn đối phương. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu gần đây, Victor Roque không thể ghi bàn từ một cự ly gần đến vậy. Màn trình diễn của tài năng 18 tuổi không quá ấn tượng, dù cho đối thủ thua kém rất nhiều về mặt trình độ. Dù vậy thì chân sút người Brazil cũng cần thời gian để hòa nhập và hãy đợi xem Victor Roque sẽ mất bao lâu để đáp ứng kỳ vọng từ những cổ động viên của Barca. 24 giờ trước cuộc đối đầu giữa Salernitana diễn ra, Davide Fratesi đã để lại khoảnh khắc ngượng chín mặt với màn ăn mừng hở cả những bộ phận không nên. 24 giờ sau, đến lượt Dusan Vlahovic ném phăng chiếc áo để hòa nhịp cùng cổ động viên của Juve. Nó đến trong bối cảnh đội bóng này gặp muôn trùng khó khăn trước câu lạc bộ cuối bảng. Nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn đến với thầy trò huấn luyện viên Marc Allegri để họ tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đối thủ. Trên bảng xếp hạng, Juve vẫn đang kém Inter Milan 2 điểm. Họ đang mong chờ một cú sẩy chân từ đối phương và vươn lên dẫn đầu. Đây là một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất với các cổ động viên Juventus rạng sáng này. Khoảnh khắc Dusan Vlahovic cởi phăng chiếc áo ăn mừng trước người hâm mộ trong chuyến làm khách đến sân của Salernitana. Đây không phải bàn thắng giúp họ giành được một danh hiệu nào đó, nhưng chứng kiến những gì lão bà đã phải trải qua trước đối thủ, cảm xúc dâng trào của Dusan Vlahovic khi ghi bàn thắng quyết định cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
việc phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1 đã khiến Juve gặp muôn vàn khó khăn trước hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp được cầu thủ Salernitana tạo ra. Chỉ trong vòng nửa tiếng, cầu thủ 25 tuổi từ người hùng thành tội đồ sau khi nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đó là thời cơ để Erling Junior đem về bàn gỡ cho Juve sau khi xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ để dứt điểm tung lưới Salernitana. Nhưng phần còn lại với Juve vẫn chỉ là sự bế tắc. Salernitana không hề muốn tấn công trong những phút còn lại. Họ chỉ chơi co cụm bởi một điểm trước đại gia như Juve cũng đã là quá đủ để đội bóng này cảm thấy hài lòng. Juve liên tục bắn phá nhưng họ cũng rơi vào cảnh bất lực. Chỉ đến những giây bù giờ cuối cùng, Dusan Vlahovic mới tỏa sáng để đem về bàn thắng quý như vàng cho đội khách. Đón quả tạt từ Danilo, chân sút người Serbi bật cao hơn tất cả những cầu thủ phòng ngự của đối phương và tung ra cú đánh đầu không thể cản phá. Nó dẫn chúng ta đến với khoảnh khắc ở đầu video với màn ăn mừng bùng nổ từ số 9. Lẽ ra Juve đã có thể có một chiến thắng thuyết phục hơn, nhưng theo giải thích từ Marc Allegri, đội bóng của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi đá trận ở Coppa Italia hồi giữa tuần. Sự mệt mỏi cộng thêm những khó khăn từ chiếc xe bus của Salernitana đem đến khiến Juve phải nhọc nhằn đến vậy. 3 điểm có được đầy nhọc nhằn trước đội bóng bét bảng giúp Juventus nâng chuỗi bất bại lên con số 15. Đây là một thành tích tương đối ấn tượng với đội bóng thành Turin với 12 chiến thắng và 8 lần giữ sạch lưới trước các đối thủ. Nhưng quan trọng hơn cả, nó giúp Juventus tiếp tục bám đuổi vị trí đầu bảng với Inter Milan. Cuộc đua tại Serie A lại về thế song mã khi Juve đang chỉ kém 2 điểm so với đại kình địch. Juve cần phải tiếp tục duy trì thế bám đuổi đó và chờ đợi Inter sẩy chân. Hoặc họ sẽ có cơ hội tự mình vượt qua đối thủ nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu tại Serie A diễn ra sau đây một tháng. Quả là một buổi tối sôi động cũng như đầy cảm xúc trên các sân cỏ bóng đá châu Âu. Mọi thứ hẹn sẽ còn căng thẳng và kịch tính hơn nữa vào cuối tuần này khi các giải vô địch quốc gia chính thức trở lại. Chúng ta sẽ bàn luận về những diễn biến của nó trước, trong và sau khi những trận cầu kết thúc. Đến đây thì chương trình Phút Bù Giờ trên kênh Bình Luận Việt Anh của Show cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.